Vậy Hoàng Nam, ở trên trường quay lúc này tôi nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh của mã QR và tôi đoán là chủ đề tiếp theo chúng ta nói đến cũng liên quan đến mã QR phải không ạ? Và tôi nhớ là có một thống kê của Ngân hàng Nhà nước vào cuối tháng 7 năm nay, đó là thanh toán bằng mã QR đã tăng đến hơn 120% về số lượng so với cùng kỳ của năm ngoái. Vâng, việc sử dụng mã QR để thanh toán với những người tiêu dùng như chúng ta thì đã là rất là quen thuộc rồi. Mỗi khi chúng ta đi mua sắm hay là ăn uống. Nhưng mà hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với Điệp Anh cũng như là quý vị một góc nhìn khác. Đó là doanh nghiệp, các cửa hàng buôn bán thì sẽ có lợi gì khi mà sử dụng mã QR để thanh toán. Khi mà có cái QR code ấy, thì mình thấy rất là tiện lợi, bởi vì khi đi thì cái điện thoại lúc nào nó gắn liền với mình rồi. Chứ còn cái ví thì đôi khi mình quên, nhưng mà khi có QR code rồi thì vì khi mình quên ví thì mình vẫn có thể thanh toán được. Em không sử dụng đến tiền mặt nữa và đi ra ngoài chỉ cầm đúng một cái điện thoại ra ngoài thôi. Đấy, thì khi đi đến đâu, bất kỳ là đi uống trà đá hay là đi gửi xe, đi siêu thị thì đa phần là sẽ dùng QR code để có thể chuyển khoản thanh toán. Tiện lợi cho người mua và còn tiết kiệm cho người bán. Chuỗi siêu thị này có hơn 100 cửa hàng khắp các tỉnh miền Bắc. Từ khi sử dụng mã QR để quản lý đơn hàng, họ đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nhân lực. Trước đây chúng tôi mất khoảng 10 kế toán trong cái việc gọi là vận hành cái dòng tiền hàng ngày. Nhưng sau khi sử dụng QR code thì chúng tôi chỉ cần giảm xuống còn khoảng 3 kế toán. Cái nữa là có những cái tháng ấy, chúng tôi có thể là có đến vài chục triệu, khi hàng trăm triệu về mặt tiền giả. Nhưng bây giờ là cái tỷ lệ đấy nó giảm xuống còn rất thấp, gần như là không có. Trước đây, để lắp mỗi một máy POS thanh toán ở cửa hàng, anh Quân phải đầu tư khoảng 10 triệu đồng. Nhưng với mã QR code thì chỉ việc in giấy ra cho khách hàng quẹt. Ước tính doanh nghiệp của anh có thể tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng mỗi tháng chi phí nhân sự và in ấn giấy tờ. Từ khi mà chúng tôi sử dụng QR code ấy, thì chúng tôi không mất bất cứ một chi phí gì và khách hàng cũng không mất bất cứ chi phí gì cả. Thì quay lại thì cái chi phí đấy chúng tôi quay ngược lại để làm những cái việc trợ giá hoặc là những chương trình ưu đãi tốt hơn cho khách hàng. Các mã QR đang triển khai là đều được hỗ trợ, giúp quản lý được cái lượng giao dịch rất là lớn. Đối với những đơn vị nhỏ lẻ hoặc là những hộ kinh doanh cá thể, hoặc thậm chí người bán hàng thông thường ở trên, nếu mà sử dụng các cái mã QR thì có thể là miễn phí để nhận tiền. Thế tuy nhiên thì với những đơn vị mà chuyên nghiệp cần những giải pháp quản lý bán hàng thì việc là họ có thể phải trả phí và việc đấy sẽ phải thỏa thuận với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Các cửa hàng cũng có thể dùng mã QR để tạo riêng giá tiền cho từng đơn hàng. Cách làm này sẽ tránh được các sai sót khi thanh toán. Đồng thời, ứng dụng mã QR còn giúp cho doanh nghiệp quản lý được thu chi dễ dàng hơn, góp phần tạo thêm những bước tiến mới trong công cuộc chuyển đổi số ngành bán lẻ, hướng đến tiêu dùng văn minh hiện đại. Thưa quý vị, hiện nay thì chuyện đi du học cũng không còn xa lạ với các bạn trẻ nữa. Các bạn sẵn sàng, mạnh dạn đi đến những đất nước xa lạ để học tập, biết cách tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hành trang từ sớm, hay thậm chí còn có cả lộ trình săn học bổng vô cùng bài bản. Vâng, phải chia sẻ với anh Hoàng Nam như thế này, tôi có một bạn em gái học lớp 12 và bạn ấy cũng đang rất là mong muốn được đi du học. Và tôi phát hiện là các bạn trẻ bây giờ các bạn rất là năng động, thậm chí là còn lập cả những cái hội nhóm, những cái group ở trên mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm với nhau và thậm chí còn là chia sẻ cả những kinh nghiệm là làm thế nào để chi tiêu một cách hợp lý khi mà đi du học nữa. Vâng, đây cũng sẽ là nội dung chính mà chúng tôi muốn chia sẻ trong dòng chảy tài chính hôm nay. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện của các bạn học sinh chuẩn bị đi du học và các bạn đã đi du học để cùng xem liệu các bạn làm thế nào để có thể chi tiêu tiết kiệm các khoản sinh hoạt phí. 5 năm là quãng thời gian em Phương Linh lên kế hoạch và chuẩn bị hành trang nhằm săn học bổng du học. Theo Linh, học bổng chính là phương pháp đầu tiên giúp các em tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ. Hồ sơ của em cũng khá là tốt nên em mong muốn là mức học bổng ít nhất em có thể đạt được là 20%, nhưng mà em cũng có nộp các mức cao hơn như là 50 và 75% để mong có thể đỡ đần đi cái mức sinh hoạt phí ạ. Còn với Minh, một nhà sản xuất âm nhạc đã có 7 năm du học bên Anh chia sẻ. Ngoài học phí, chi phí thuê nhà cũng khá đắt đỏ. Vì vậy trong quá trình đi học, cậu lựa chọn ở ghép cùng bạn bè tại ngoại ô thành phố. Với bản thân tôi thì đắt nhất là chi phí nhà ở. Thì nó sẽ chiếm vào khoảng 30% tổng chi phí một năm. Nếu như ở thủ đô thì các khoản chi phí sẽ đắt đỏ hơn so với việc mình thuê nhà ở ngoại ô hay là ở tỉnh. Các chuyên gia chia sẻ, mức chi phí sinh hoạt và thuê nhà ở các thành phố nhỏ sẽ rẻ hơn so với các thành phố lớn, nhưng chất lượng giáo dục cũng không hề có sự khác biệt. Ngoài ra, để tiết kiệm tiền sinh hoạt, các du học sinh nên phân bổ các khoản chi tiêu cố định, kiểm soát các mức chi phí sinh hoạt hàng ngày. Như vậy sẽ giúp các em tránh rơi vào cảnh vung tay quá chán. Ăn uống thì mình có thể là mình hay mua về nhà mình nấu hơn, thì chi phí nó cũng sẽ giảm đi đáng kể so với việc là mình đi ăn ngoài hàng. Mua sắm hay là đi lại thì nó cũng sẽ chỉ làm đến được một cái mức độ thôi, tại vì nó cũng có mặt bằng chung ở đấy rồi. Thì nếu mà các bạn muốn giảm hơn nữa thì chắc là có thể là các bạn phải đi làm thêm để mà có thêm cái nguồn để thu nhập. Các chuyên gia cũng khuyến cáo các bạn vẫn cần phải đảm bảo việc học tập ở trường, lựa chọn các công việc làm thêm có thể cung cấp được kinh nghiệm liên quan đến ngành học. Vì cách giúp các du học sinh tiết kiệm nhất chính là biến khoản tiền chi trả trong quá trình du học thành một khoản đầu tư có hiệu quả cho tương lai của các em. Thưa quý vị, với ý tưởng đầu tiên là kết nối hai chủ thể ngân hàng và doanh nghiệp để thúc đẩy cho vay giảm lãi suất. Nhiều năm qua thì chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp được tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, trở thành mô hình điểm được triển khai rộng khắp cả nước. Và riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong năm nay có 20 thương hiệu ngân hàng đăng ký gói tín dụng ưu đãi cho chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp với tổng số tiền đạt trên 453.000 tỷ đồng. Chỉ tính tới nửa đầu năm, các ngân hàng đã giải ngân 83%. Nhiều doanh nghiệp đã được tiếp sức để có thể vượt thách thức từ biến động thị trường. Hệ thống máy móc mới vừa được cơ sở bánh tráng này đầu tư với số tiền lên đến 10 tỷ đồng. Lãi suất thì thấp hơn thị trường 2%. Chính nhờ gói vay này, doanh nghiệp vừa có vốn cơ cấu lại nợ, vừa có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng hơn 50% công suất nhà máy. Mình đẩy mạnh tư dạng ra để mình đầu tư, tại vì cái lãi mình cũng nhờ nhà nước hỗ trợ nên thành ra là mình cứ mua đồ sản xuất công nghệ mới hơn để đạt hiệu quả cao. Hơn 10 tỷ đồng là số tiền mà doanh nghiệp này đã được tiếp cận thông qua chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, và lãi suất thì thấp hơn lãi suất thị trường từ 1 đến 2%. Doanh nghiệp cho biết là với số vốn này thì doanh nghiệp đã có thể thu mua cà phê của bà con nông dân với giá cao hơn, có nguồn lực để mà tham gia rất nhiều các hội chợ bán hàng, tìm nhà mua hàng quốc tế. Bên cạnh đó, ly cà phê bán ở thị trường trong nước như thế này vẫn giữ nguyên được giá để mà kích cầu sức mua. Thông qua các chương trình kết nối, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp cũng được ngân hàng chủ động giảm lãi suất 3 lần. Động lực để chúng tôi xuất khẩu qua được một số thị trường khó tính như là Trung Quốc, Canada, Mỹ và các nước Đông Nam Á, cho chúng tôi vực dậy được, có được cái tài chính để mà xoay sở. Đánh giá của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, việc các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho doanh nghiệp là điểm nhấn quan trọng của chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp hiện nay, giúp doanh nghiệp có điều kiện phục hồi và tăng trưởng, qua đó có điều kiện trả lãi ngân hàng. Vai trò của các quận huyện, Hiệp hội Doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ngân hàng Nhà nước là trở thành cầu nối quan trọng. Tạo ra sự kết nối và tìm hiểu thông tin những cái doanh nghiệp trong hội của mình, trong cộng đồng doanh nghiệp của khu vực mình để kết nối với ngân hàng. Nó sẽ rõ ràng hơn về cái nhu cầu thực của từng doanh nghiệp tại khu vực đấy, từng địa phương đấy. Vì không ai hiểu doanh nghiệp bằng chính quyền địa phương và không ai hiểu doanh nghiệp ở địa phương đó bằng chính hội doanh nghiệp ở địa phương đấy. Tiếp tục làm tốt các cái gói tín dụng ưu đãi, chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp, trong đó hỗ trợ lãi suất gói 2% lãi suất, cũng như là thực hiện tốt cái cơ chế chính sách của lãi suất của Ngân hàng Trung ương. Đấy, hỗ trợ giảm, điều chỉnh giảm lãi suất cho doanh nghiệp và các cái biện pháp về cải cách hành chính để nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Những tháng còn lại của năm, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu vốn lưu động rất lớn để thu mua, phát triển sản phẩm, tăng năng lực sản xuất. Do vậy, ngành ngân hàng đã yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời cho doanh nghiệp. Nếu quý vị các bạn có câu chuyện nào về thị trường tài chính muốn được chia sẻ để truyền cảm hứng cho thị trường, hay những câu chuyện cảnh báo đến cộng đồng về rủi ro để giúp cho dòng chảy tài chính minh bạch và hiệu quả hơn nữa, hãy gửi đến cho chúng tôi qua địa chỉ email của chương trình dongchảy tài chính@vtv.vn. Vâng, hoặc là số hotline của VTV Money 0862 24 24 24. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. VTV Bank, vì một Việt Nam thịnh vượng.